về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Xin chào các con. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con làm bài tập về dãy số tự nhiên. Và trước khi đi vào làm bài tập, chúng mình sẽ tìm hiểu xem thế nào là số tự nhiên và thế nào là dãy số tự nhiên các con nhé. Và như các con đã biết thì các số 0, 1, 2, 3, vân vân và đến tiếp về sau thì đó là các số tự nhiên. Và khi mà chúng mình sắp xếp các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn thì sẽ tạo được thành một dãy số tự nhiên. Khi đó cô có dãy số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân về sau. Và chúng ta có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số. Số 0 thì sẽ ứng với điểm gốc của tia số đây ạ. Và mỗi một số tự nhiên thì sẽ ứng với một điểm trên tia số. Và trong một dãy số tự nhiên, các con lưu ý đó là khi thêm 1 vào bất cứ số nào thì ta cũng sẽ được số tự nhiên liền sau số đó. Ví dụ như cô có số 1 triệu, nếu như cô thêm 1 thì cô sẽ được số tự nhiên liền sau, đó là 1.001. Và số 1.001 mà thêm 1 thì sẽ được số tự nhiên liền sau, đó là 1.002. Bởi vậy mà sẽ không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên thì có thể kéo dài mãi. Còn nếu như khi các con bớt 1 ở bất kỳ số nào khác số 0 thì ta cũng sẽ được một số tự nhiên liền trước số đó. Ví dụ như khi cô bớt đi 1 đơn vị ở số 1 thì cô sẽ có số tự nhiên liền trước, đó là số 0. Và sẽ không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nữa, và số 0 sẽ là số bé nhất. Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì sẽ hơn kém nhau 1 đơn vị, được chưa ạ? Vậy thì dựa vào những phần nội dung trên, chúng mình sẽ bắt tay vào làm bài tập. Bài tập số 1 dành cho các con có nội dung như sau. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống. Như vậy bây giờ chúng mình cần phải điền số tự nhiên liền sau. Như ở phần trên cô đã giới thiệu, chúng mình chỉ cần thêm 1 đơn vị vào số tự nhiên đó thì mình sẽ tìm được số tự nhiên liền sau của số tự nhiên đã cho. Bây giờ phần đầu tiên cô có số 6. Và để tìm được số tự nhiên liền sau, cô cộng thêm 1. 6 cộng 1 sẽ là 7. Như vậy 7 là số tự nhiên liền sau của số 6. Tương tự như vậy, 29 cô thêm 1 thì được 30. 99 thêm 1 cô được 100. 100 cô thêm 1 cô được 101. 1000 thêm 1 được 1001. Bài tập số 1 rất nhanh chóng đúng không ạ? Chúng mình sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống. Như vậy bài tập này yêu cầu chúng mình viết số tự nhiên liền trước. Muốn tìm số tự nhiên liền trước, chúng mình chỉ cần bớt đi 1 đơn vị ở số tự nhiên đã cho. Phần đầu tiên cô có số 12, cô bớt đi 1 đơn vị để có số liền trước thì cô có số 11. 11 là số tự nhiên liền trước của số 12. Tương tự như vậy, số liền trước của số 100 thì cô lấy 100 trừ đi 1 thì được 99. 1000 trừ đi 1 cô được 999. 1002 cô sẽ bớt đi 1 cô được 1001. 10.000 cô bớt đi 1 thì cô có 9.999.
Như vậy rất đơn giản, nhanh chóng, cô và các con đã hoàn thành xong hai bài tập đầu tiên. Chúng mình sẽ chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có yêu cầu như sau: viết số thích hợp vào chỗ chấm để có 3 số tự nhiên liên tiếp. Ở đây cô có tất cả là 6 phần, chúng mình sẽ cùng nhau đi hoàn thiện từng phần. Phần A cô có 4, 5 và thêm một số nữa để được thành 3 số tự nhiên liên tiếp. Các số tự nhiên liên tiếp thì sẽ hơn kém nhau một đơn vị, đúng không ạ? Mà ở đây các con thấy là 4 rồi đến 5 có nghĩa là các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, 4, 5 rồi sẽ đến 6, được chưa ạ? Tương tự như thế, phần B, cô đã có trước hai số 87, 88, như vậy đứng trước số 87 phải là số 86 ạ. Phần C, 896, rồi đến một vị trí đang được bỏ trống, rồi đến 898. Vậy thì đương nhiên chỗ này chúng mình sẽ phải điền 897. Phần D, 9, 10, rồi đến 10, 11. Phần E, 99, 100, rồi đến 101. Phần G, 9.998, rồi đến 9.999. Như vậy, 9.999 thì có số liền sau sẽ là số 10.000, đúng không nào? Rất dễ dàng. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang làm bài tập số 4, là bài tập cuối cùng. Bài tập số 4 có yêu cầu như sau: viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây thì chúng ta có 3 phần và đây là một dãy số tự nhiên liên tiếp. Phần A là một dãy số tự nhiên liên tiếp và bắt đầu từ 909 rồi đến 910, 911. Như vậy là khoảng cách giữa các số, đó là số đứng sau thì sẽ hơn số đứng trước, liền trước ngay đó một đơn vị. Bởi vậy dễ dàng chúng mình sẽ điền được vào các vị trí tiếp theo, đúng không ạ? Phần A, 909, 910, 911 rồi đến 912, 913, 914, 915 và 916. Sang phần B. Phần B là một dãy số chẵn bắt đầu từ 0, 0, 2, 4, 6. Như vậy, các số chẵn này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Số đứng sau thì hơn số đứng liền trước đó 2 đơn vị. Tương tự như vậy thì cô sẽ điền tiếp vào vị trí tiếp theo sẽ là số 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Sang đến phần C. Phần C thì cho chúng mình một dãy số lẻ bắt đầu từ 1, 1, 3, 5, 7. Tương tự như thế, chúng mình sẽ điền tiếp các số lẻ. Hai, số đứng sau thì sẽ hơn số đứng trước đó 2 đơn vị, đúng không nào? Bởi vậy mà cô sẽ điền tiếp sau 7 sẽ là 9, rồi đến 11, 13, 15, 17, 19 và cuối cùng là 21 ạ. Rất đơn giản, cô và các con đã hoàn thiện xong 4 bài tập của bài dãy số tự nhiên và các con sẽ cùng nhau tự hoàn thiện lại những bài tập mà cô vừa hướng dẫn nhé. Xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong buổi học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.